của một nhân viên lễ tân phòng họp. Trước khi bắt đầu vào ca làm việc, tôi kiểm tra lịch họp hàng ngày, kiểm tra biển chỉ dẫn xem đúng chưa. Mở cửa tất cả các phòng họp. Kiểm tra rủi ro phòng họp, gồm tiến hành kiểm tra điều hòa, bật đèn. Kéo rèm cửa. Kiểm tra tách, chén trà. Kiểm tra bàn ghế, kiểm tra thảm xem có bẩn không. Kiểm tra cây xanh.
cuộc họp bắt đầu, tôi sẽ đứng ngoài cửa mời khách vào phòng họp. Và giúp khách đi vào đúng phòng họp của mình. Khi kết thúc cuộc họp, kiểm tra xem khách có để quên đồ đạc gì hay không, sắp xếp lại bàn ghế. Dọn tách chén. Thông báo cho bộ phận dịch vụ để tiến hành làm sạch phòng họp. Thưa anh, phòng số 6, tầng 16 hiện nay đã họp xong. Anh thông báo cho bộ phận làm sạch, anh làm sạch cho em ạ. Cảm ơn anh. Các bạn, những công việc hàng ngày của một nhân viên lễ tân phòng họp. Xin kính chào quý vị và các bạn.